Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối ngày 20 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên. Hôm nay 20 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Từ đầu năm đến nay, Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ ghi nhận lượng khách tăng cao với hơn 103.000 lượt, đạt trên 70% kế hoạch năm, trong đó có trên 1.700 lượt khách quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Bản hùng ca bất diệt. Tham dự tại điểm cầu Côn Đảo có các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Nguyễn Minh Chiết, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành trung ương. Về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành tỉnh. Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa, nhưng đến nay vẫn còn gần 200.000 liệt sĩ nằm lại trên chiến trường xưa, gần 300.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được tên tuổi quê hương, hàng triệu thương binh, bệnh binh đã mất đi một phần máu thịt, sức khỏe và tuổi thanh xuân. Nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 là hai trong số hàng ngàn địa chỉ đỏ biểu tượng cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước, hy sinh của các thế hệ cha anh. Từ đỉnh đồi A1 đến Côn Đảo, bàn thờ thiêng của Tổ quốc, chúng ta hãy cùng thắp lên những ngọn nến, nén nhang để tưởng nhớ tri ân hàng triệu anh hùng, liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Lịch sử dân tộc Việt Nam mãi mãi ghi nhớ, tự hào về ý chí quật cường của các thế hệ cha ông cùng với những thiên anh hùng ca bất tử để giành lại được hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho dân tộc ta, non sông ta, đất nước ta. Mở đầu chương trình, trong phần lễ tiếng chuông tưởng niệm thắp nến tri ân, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ban ngành địa phương đã thực hiện nghi thức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Dương và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1. Tiếp đó là chương trình nghệ thuật Bản hùng ca bất diệt được kết cấu thành 3 chương. Lần lượt với tên gọi Việt Nam máu và hoa, những cánh hoa bất tử và khúc ca hòa bình. Với mạch tri ân, tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, trân trọng giá trị của độc lập tự do và khát vọng hướng tới tương lai. Xuyên suốt chương trình là những tiết mục đặc sắc như bài hát Bế Văn Đàn sống mãi vang lên ngay bên phần mộ của anh hùng liệt sĩ Bế Văn Đàn. Tiết mục dàn nhạc dây Trở về đất mẹ do sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam biểu diễn. Hay những hồi ức về trận chiến năm xưa qua câu chuyện được các chiến sĩ Điện Biên kể lại đã mang đến cho khán giả xem chương trình niềm cảm xúc tự hào, xúc động trước những hy sinh của một thời khốc liệt, khắc sâu lòng biết ơn, trân trọng giá trị của độc lập tự do.
Em cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi được tham gia vào chương trình này. Chương trình này rất là hoành tráng và nói lên được sự hy sinh của các anh hùng, cũng là để bọn em có thể biết được, hiểu biết sâu sắc hơn nữa, và cũng là để bọn em có thể cố gắng học tập để đền đáp công ơn hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Tôi cảm thấy rằng là rất là tự hào với dân tộc mình, cái truyền thống đấu tranh bất khuất, cái truyền thống bất khuất đấu tranh của dân tộc được phát huy, và đời đời mãi mãi và sau con cháu mình nó cũng sẽ thấy được cái này là gìn giữ bảo vệ lấy cái nền độc lập của mình đấy. Chương trình nghệ thuật Bản Hùng Ca Bất Diệt là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, nhằm tri ân công lao to lớn của các thế hệ cha anh. Âm vang từ bản Hùng Ca Bất Diệt về những anh hùng khắp nơi trên bờ cõi Việt Nam sẽ còn vang mãi, tiếp thêm động lực để thế hệ trẻ hôm nay dựng xây quê hương đất nước với tinh thần tự hào quá khứ, hướng tới tương lai. Cũng nhân dịp này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trao hơn 268 triệu đồng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên nhân dịp hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, trong chương trình chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên, sáng nay đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên. Đi cùng đoàn có các đồng chí lãnh đạo một số bộ ngành trung ương. Về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành tỉnh. Đến thăm gia đình thương binh Nguyễn Đức Phúc, thương binh Bùi Minh Cúc cùng chú tại phường Tân Thanh, thương binh Dương Văn Thực chú tại phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các thương binh, mong các gia đình tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đi đầu trong các phong trào thi đua tại địa phương. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng đề nghị cấp ủy chính quyền tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với gia đình chính sách và người có công, đẩy mạnh thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các gia đình chính sách, người có công vươn lên trong cuộc sống. Tiếp đó, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên. Sau khi khảo sát thực địa tại sân bay và nghe báo cáo tình hình tiến độ thực hiện dự án, Phó Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh tinh thần làm việc khẩn trương của ACV và các cơ quan đơn vị liên quan, đưa tiến độ thi công đảm bảo theo đúng kế hoạch. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của sân bay đối với sự phát triển của tỉnh, được kỳ vọng tạo sức bật mới cho Điện Biên và vùng Tây Bắc, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cơ quan đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện dự án bảo đảm theo đúng tiến độ đề ra. Tuy nhiên vẫn cần tuyệt đối quan tâm đến chất lượng của công trình. Với đặc thù khu vực lòng chảo, các đơn vị cũng cần làm tốt công tác khảo sát về địa chất, kiểm tra chặt chẽ về nền đất, các mạch nước ngầm, tính toán đến yếu tố thời tiết cực đoan để có phương án thi công nhằm đảm bảo tính bền vững của công trình. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến tỉnh Điện Biên, cam kết tạo mọi điều kiện để đưa vùng đất cách mạng với chiến thắng đi vào lịch sử ngày càng phát triển. Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã đến thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tham quan bức tranh Panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ, tác phẩm nghệ thuật về đề tài chiến tranh có kích thước lớn trên thế giới, được đầu tư công phu hoành tráng, tái hiện chân thực, sống động những khoảnh khắc điển hình về chiến thắng Điện Biên Phủ, một trong những chiến thắng vĩ đại của quân và nhân dân Việt Nam. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 20 tháng 7 năm 2023, đoàn công tác Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 do Trung tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà 20 gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại các gia đình chính sách, thay mặt Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Trung tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu đã thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ, gia đình có công với đất nước.
đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng cùng với địa phương xây dựng phát triển kinh tế xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh. Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, Đại tá Trần Đức Sinh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà 6 gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh và trao tặng nhà tình nghĩa cho ông Lò Trọng Đại, là thương binh 91%, trú tại tổ 5, phường Nong Bua, thành phố Điện Biên Phủ. Đây là ngôi nhà do Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 hỗ trợ xây dựng với tổng trị giá 180 triệu đồng, trong đó Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 hỗ trợ 80 triệu đồng. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc, sáng nay kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026, tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn và thảo luận, thông qua các báo cáo nghị quyết. Đồng chí Hà Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ chủ trì kỳ họp. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu đã đặt câu hỏi về 7 vấn đề thuộc các lĩnh vực kinh tế, nội vụ, cải cách thủ tục hành chính, các dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng, trật tự mỹ quan đô thị. Trong đó nổi bật là các nội dung về việc thực hiện thiết kế đồ án đô thị riêng đối với các khu vực có ý nghĩa quan trọng về cảnh quan và di tích lịch sử trên địa bàn thành phố như Nghĩa Trang A1, các đồi di tích lịch sử, công tác xây dựng và ban hành đề án phát triển du lịch, bản đồ du lịch số, tiến độ tổng kiểm kê các đường phố và công trình công cộng cần đặt tên trên địa bàn thành phố, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm, giải pháp khắc phục tình trạng lấn chiếm hành lang, hè phố để bán hàng, họp chợ, việc giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban Nhân dân thành phố còn chậm, công tác đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ công chức viên chức thành phố khi thực hiện nhiệm vụ biệt phái. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, có sự trao đổi, tranh luận để làm rõ thêm vấn đề. Các đại biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng và bám sát các nhóm vấn đề. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và các phòng ban, xã, phường nhìn chung đã trả lời thẳng thắn về kết quả đạt được, những khó khăn, phức tạp, tồn tại hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, nhận trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ khóa 6 đã xem xét thông qua 8 nghị quyết, trong đó có nghị quyết quan trọng như nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2023, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Thanh Bình, nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án kè suối bảo vệ đất sản xuất lúa hai vụ bản Xôm và trường tiểu học trường mầm non số 1 xã Pá Khoang, nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024. Ngày 20 tháng 7, Hội đồng Nhân dân huyện Điện Biên khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, kỳ họp thứ 14. Dự kỳ họp có đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Điện Biên, đồng chí Lò Thị Luyến, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện Điện Biên sẽ xem xét thảo luận các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023, tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo, xem xét thông qua 14 dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân huyện trình tại kỳ họp. 6 tháng qua, kinh tế của huyện Điện Biên tiếp tục có sự tăng trưởng khá, đời sống của đại bộ phận người dân trong huyện đã được cải thiện và nâng lên. Tổng diện tích gieo trồng cây nông nghiệp đạt hơn 19.000 ha, đạt 92% kế hoạch năm. Tổng sản lượng lương thực đạt 41.000 tấn, đạt 51% kế hoạch năm. Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản có sự chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp tại địa phương đạt 850 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch năm. Hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ trong 6 tháng đạt 1.647 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách đạt 754 tỷ đồng, trong đó thu tại địa bàn đạt 53 tỷ đồng, tăng 119% so với cùng kỳ năm 2022. Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai đồng bộ. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của người dân tiếp tục được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quân sự quốc phòng địa phương được giữ vững, công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo kịp thời, đúng quy định. Hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân huyện Điện Biên khóa 21 diễn ra trong 2 ngày, 20 và 21 tháng 7 năm 2023.
Thưa quý vị, sáng nay Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tại điểm cầu 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, ngành tư pháp đã chủ động tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình hành động của ngành và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là công tác xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật, công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, quản lý vi phạm hành chính, truyền thông chính sách, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm, các bộ ngành địa phương đã tổ chức gần 210.000 cuộc tuyên truyền pháp luật cho hơn 18.790 triệu lượt người, đã tiếp nhận gần 53.350 vụ việc hòa giải, tỷ lệ hòa giải thành công đạt 79%. Công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, xử lý thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế và tín dụng ngân hàng. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng cũng được triển khai đạt nhiều kết quả tích cực. Thảo luận tại hội nghị, đại diện các bộ ngành tư pháp, lãnh đạo sở tư pháp các địa phương báo cáo làm rõ những kết quả làm được, những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của ngành, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong thực hiện nhiệm vụ được giao, kinh nghiệm từ hệ thống thi hành án dân sự, những cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện đề án về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị các cơ quan tư pháp từ trung ương đến địa phương cần tiếp tục quán triệt, tham mưu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên liên quan đến các lĩnh vực công tác của bộ, ngành tư pháp, tập trung nguồn lực nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị số 04 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế, tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp kéo dài, chủ động tích cực tổ chức thi hành các vụ án tham nhũng kinh tế để thu hồi tối đa tài sản cho nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thi hành án, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự được giao năm 2023. Sáng ngày 20 tháng 7, Công đoàn huyện Mường Ảng tổ chức đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Sự đại hội các đồng chí Lê Thanh Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động một số huyện và hơn 100 đại biểu chính thức tham gia đại hội. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn huyện Mường Ảng đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nghị quyết nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra với nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực, thăm hỏi tặng quà cho hơn 1.000 lượt đoàn viên công nhân viên chức lao động với tổng số tiền trên 700 triệu đồng, phối hợp với chuyên môn hoàn thiện thủ tục cho trên 400 lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhận chế độ hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng, phối hợp với Ban Quản lý Quỹ Mái ấm Công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh nghiệm thu đưa vào sử dụng 12 nhà mái ấm công đoàn với tổng trị giá trên 400 triệu đồng. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thẩm định đề nghị phê duyệt dự án cho 6 hộ gia đình công nhân viên chức lao động được vay vốn từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm với tổng số tiền 300 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Công đoàn các cấp đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu gần 250 đoàn viên ưu tú cho Đảng và đã có 200 công nhân viên chức lao động tiêu biểu được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, nâng tổng số đảng viên là đoàn viên công đoàn trong toàn huyện lên trên 1.000 đảng viên. Với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, đại hội đã thống nhất thông qua các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028, các chỉ tiêu cụ thể như phát triển mới ít nhất 100 đoàn viên công đoàn, thành lập một công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, 85% đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn huyện lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 13 đồng chí, bầu đoàn đại biểu gồm 12 đồng chí chính thức và 2 đồng chí dự khuyết dự Đại hội Công đoàn tỉnh trong thời gian tới. Từ đầu năm đến nay, Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ ghi nhận lượng khách tăng cao với hơn 103.000 lượt, đạt trên 70% kế hoạch năm, trong đó có trên 1.700 lượt khách quốc tế. Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ với sức hút từ gần 500 hiện vật được trưng bày và bức tranh panorama tái hiện chiến dịch Điện Biên Phủ tiếp tục trở thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đến với Điện Biên.
Từ đầu năm đến nay, bảo tàng đã xây dựng chi tiết kế hoạch đón khách, đặc biệt là trong các dịp lượng khách sẽ tăng đột biến như lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ 7, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và kỷ niệm 69 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2023. Cùng với đó là đổi mới phương pháp trưng bày để thấy được tính nghệ thuật, sự phong phú, hấp dẫn của các hiện vật và làm sống lại cuộc kháng chiến trường kỳ sau hơn nửa thế kỷ. Tạo điểm check-in ấn tượng cho du khách trải nghiệm, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khuôn viên, ưu tiên tổ chức đón tiếp, bố trí thuyết minh viên, phục vụ khách tham quan, thực hiện miễn phí vé tham quan theo quy định. Với mục tiêu đón hơn 142.000 lượt khách trong năm 2023, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đang tiếp tục xây dựng kế hoạch, bố trí nhân sự, phục vụ khách tham quan nhà trưng bày, quản lý, khai thác và phát huy giá trị bức tranh panorama, tham mưu dự án đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa phòng trưng bày, giới thiệu tổng thể về chiến dịch Điện Biên Phủ trong bảo tàng, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của bảo tàng qua nhiều kênh thông tin đến với du khách. Hôm nay 20 tháng 7, huyện Nậm Pồ đã có buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn CME Biomass Holding về đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu và các nhà máy điện sinh khối, nhà máy chế biến các sản phẩm lâm nghiệp khác trên địa bàn. Tại buổi làm việc, đại diện nhà đầu tư đã nêu khái quát kết quả khảo sát dự án. Qua khảo sát, huyện Nậm Pồ có địa hình núi cao, có các thung lũng, sông suối, thềm bãi bồi dồi dào, có quốc lộ 4H chạy qua địa bàn huyện và có 6 xã được xây dựng đường trải nhựa bê tông. Tổng diện tích đất trống trong địa bàn toàn huyện có hơn 49.900 ha. Trong đó, diện tích vùng nguyên liệu dự kiến là hơn 26.900 ha. Có 3 vị trí đáp ứng các tiêu chí để làm nhà máy điện sinh khối tại 2 xã Trà Cang, Trà Nưa với diện tích hơn 50 ha. Dự kiến dự án triển khai quy hoạch tổ chức trồng rừng tạo vùng nguyên liệu tập trung trong giai đoạn 2025-2030. Lãnh đạo huyện Nậm Pồ đồng tình ủng hộ chủ trương dự án và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai thực hiện. Với mong muốn nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn huyện, Ủy ban Nhân dân các xã, khảo sát điều chỉnh dự án ở các khu vực thuận lợi đảm bảo theo quy định. Sáng nay 20 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Điện Biên Phủ đã phối hợp tổ chức ra mắt các tổ truyền thông cộng đồng điểm, Bản Kéo và Bản Nghịu, xã Pá Khoang. Thành lập các tổ truyền thông cộng đồng là một nội dung của dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Các tổ truyền thông cộng đồng có nhiệm vụ nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ, trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em, vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Mỗi tổ truyền thông cộng đồng gồm 10 thành viên do bí thư chi bộ hoặc trưởng bản trực tiếp làm tổ trưởng. Tổ viên là chi hội trưởng phụ nữ, đại diện ban công tác mặt trận, các đoàn thể và người có uy tín trong bản. Ngay sau lễ ra mắt, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiến hành tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng vận hành và duy trì sinh hoạt tổ truyền thông cộng đồng với nội dung chủ yếu là thay đổi khuôn mẫu giới trong việc nhà. Và đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem các chương trình của đài chúng tôi trên địa chỉ website dienbientv.vn hoặc qua kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.